Hai với chào đại gia đình của kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy chia sẻ với cả nhà mình một cái mẹo cực kỳ hay ha, khi mà nhà mình có bé nhỏ nha cả nhà. Thì đối với bé nhỏ thì từ lúc mình sinh ra cho đến khi được 1 tuổi cả nhà, thì nó hay bị cái tình trạng là Thúy thấy đa phần luôn, bé nào cũng bị, ít hay nhiều thôi, là bị uốn éo ha. Nó uốn éo, nó coi như là nó ngủ, nó không ngủ ngon nè, mà lại uốn éo giống như cái lưng nó có cái gì vậy đó cả nhà. Nhưng mà thật ra ông bà già xưa Thúy thấy có nhiều người là lúc trước hay chia sẻ với nhau là nói là bé có lông măng nhiều ở sau lưng thì nó sẽ ngứa làm bé khó ngủ, nhưng thật ra không phải nha cả nhà. Tại vì Thúy rút kinh nghiệm từ những bé cháu của Thúy lúc trước, có mấy bé trước Thúy chưa biết cái mẹo này nè, Thúy cũng bắt trước. Thúy nghe người ta nói là nhổ cái lông măng á cả nhà, thì mình lấy cái bả trầu hoặc là có thể là chanh, mình xe cái lông mà mình nhổ. Nhưng thật ra làm như vậy nó rát em bé lắm cả nhà ha, da bé nó non á, rát đỏ luôn á, mà lại không có hết nữa ha. Nên đó, hôm nay Thúy làm cho bé cháu của Thúy là nó được 5 ngày rồi, Thúy thấy là rất là ổn luôn, nó hết rồi cả nhà, nó không còn cái vấn đề mà uốn éo mà quấy khóc nữa, ngủ rất là ngon luôn, không có thường thường á, mấy bé mà nó bị cái triệu chứng đó là nó ngủ nó không bao giờ nằm ngay nha cả nhà, nó uốn éo mà nó khó chịu lắm, mà bé rất là lâu lớn. Cho nên là cả nhà mình nó áp dụng cái mẹo này đi thì thấy cực kỳ hay luôn ha. Cả nhà mình áp dụng với cái trứng gà giùm Thúy nha. Bé gái thì mình sử dụng là 9 trứng, còn bé trai thì mình sử dụng 7 trứng giùm Thúy nha. Đó, thì mỗi một ngày mình sử dụng một trứng nha cả nhà, chứ mình đừng nhổ lông nữa, nhổ lông bé nó đau lắm mà nó không có hiệu quả. Còn mình áp dụng cách này đi cực kỳ hay luôn đó. Trong cái thời gian Thúy chia sẻ thì Thúy đã luộc một cái trứng như vậy, thì Thúy mua về một chục cả nhà, nhưng mà sử dụng thì bé chỉ có 9 trứng thôi, bé gái cả nhà. Cho nên dư một trứng là Thúy nhớ trực là sẵn Thúy chia sẻ để cả nhà mình đó, nếu mà có bé nhỏ mình áp dụng đi cả nhà, hay lắm luôn đó. Thì mình luộc khoảng 4-5 phút, mình sẽ chờ cho cái trứng nó còn hơi ấm ấm nha cả nhà. Cả nhà nhớ lưu ý giùm Thúy, mình đừng có để quá nóng phỏng cái da của bé ha, tại vì da bé non á, mình để còn hơi ấm ấm thôi. Mình lột ra rồi mình sẽ lăn ở trên cái lưng của bé nha. Đó, thì cả nhà mình tưởng tượng cái mua bằng tay của Thúy là cái lưng của em bé nha. Mình lăn như vậy nè. Cái trứng này Thúy mua trứng so cả nhà, cho nên nó còn mới lắm luôn. Nó lột da nó hơi trầy trầy, nhưng mà quan trọng là cái trọng đỏ bên trong nó không có bị rửa là được nha cả nhà. Đó, trứng này nó không được đẹp. Đó, mình cứ lăn như vậy nè. Mình tưởng tượng ở phần trên là hai cái vai của bé ha. Mình lăn từ hai cái vai đi xuống, vai tới giữa lưng đi xuống, thẳng xuống cái xương sống, rồi hai bên bẹ sườn của bé nha cả nhà. Đó, cả nhà mình cứ lăn lên lăn xuống, chừng nào cái trứng nó nguội thì mình bỏ. Một ngày mình áp dụng một lần giùm Thúy ha, liên tục 9 ngày. Đó, thì cả nhà sẽ thấy ngày thứ hai, thứ ba là thấy nó bớt cả nhà. Thấy nó sẽ ngủ ngon, nó không ngủ éo nữa. Rồi tới ngày thứ năm, thứ sáu là Thúy thấy là nay 5 ngày là thấy coi như là 10 phần giảm khoảng 8 phần cả nhà. Còn mấy ngày nữa mình làm cho nó hết luôn ha, làm đúng 9 ngày cho Thúy. Mình lăn đến khi nào mình cảm thấy cái trứng nó nguội là mình bỏ nha cả nhà. Đặc biệt là mình không có ăn nha, mình không ăn mà cũng không cho con gì ăn nữa, mình để mình bỏ nha cả nhà. Đó, thì Thúy thấy cái mẹo này hay lắm, cho nên sẵn Thúy làm á, Thúy chia sẻ cả nhà mình áp dụng cho mấy bé nhỏ, nếu nhà mình có bé nhỏ hoặc là người thân mình có, mình nhớ chia sẻ nha cả nhà, để cho bé ngủ ngon giấc rồi mau lớn nha cả nhà. Thôi Thúy dừng video đây, nếu cả nhà thấy video hữu ích nhớ tặng Thúy một like nha, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thúy làm những video tiếp theo sẽ hơn. Thúy bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video sau.